Đây, hàng về bừa bộn quá. Em quay tổng hợp cho bác một số mã loa này, súp này, âm ly. Hàng ngon, hàng bổ cũng có mà hàng rẻ cũng có, thích hàng nào cũng có bác ạ. Bởi vì là mỗi một mặt hàng thì đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Nên tóm lại là bác nào có tiền nhiều thì lấy loại tiền nhiều, bác nào tiền ít thì lấy loại tiền ít. Do vậy là em sẽ báo tổng hợp cho bác. Ra hai đôi loa ngoài đại đĩa. Một đôi loa Jamo và một đôi loa Rogan. Rogan thì thương hiệu rất nổi tiếng của Anh Quốc rồi. Dòng này thì quá nổi tiếng rồi. Đôi Rogan này. Đôi Rogan này hai bát màu trắng. Rogan hai bát với hai bát màu trắng này. Đợi em chút để em xem này. Rogan này. Đây, em gậy đây. Rogan này được thiết kế với hai bát màu trắng, một tép đom. Rogan đến từ Anh Quốc. Có chiều ngang nó tầm khoảng độ 24 25. Chiều sâu 20. Chiều cao thế nào? 1 2 3 4. Chiều cao tầm trên tầm 85 đến 86. Rogan này nhá, để em quay một bên cho bác xem. Đây là đôi Rogan LS55. Series được 769A này. Hàng made in England. Ok chưa bác? Made in England. Hàng đến từ Anh Quốc luôn. Dòng loa đến từ Anh Quốc. 769 để xem con này xem có trùng. Nhìn xem nó có trùng series không nhé. Con này có mức giá là 5 triệu 8 đôi này. Có tham khảo giá thoải mái đi. Đây em còn chưa lau dọn gì đâu. Đấy, đây. Được chưa? Thùng vách hai con đằng sau. Đẹp cho bác nhé. Made in England. Loa đến từ Anh Quốc. Ok chưa? Gân còn ngon này, gân còn rất là ngon luôn nhé. Gân còn ngon, sẵn dùng thôi, gân sẵn dùng thôi bạn. Về chỉ việc dùng thôi. Con này. Đấy. Ê căng đây, một bên em nhấc ê căng ra ngoài. Con Rogan này có mức giá là 5 triệu 8. Rẻ như loa Buxell đúng không? Loa Anh Quốc mà còn giá này các bác còn lăn tăn thì em bó trưởng. Sang đây đôi loa Jamo. Đôi này để cho bác mức giá 4 triệu 8. Đôi loa Jamo. Được. Jamo chiều ngang này 30. Chiều sâu nó tầm khoảng độ 25 26. Chiều cao này 1 2 3 4 chiều cao 80. Chiều cao 80. Đây là đôi loa Jamo. Jamo của Đan Mạch, còn Rogan kia là của Anh Quốc. Jamo của Đan Mạch này. Đây hai lỗ thông hơi. Vẫn còn lớp cái này gọi là lớp gì nhỉ? Lớp vải để chống côn trùng thôi. Lỗ thông hơi nhưng có lớp vải để chống côn trùng. Đây đôi này là đôi Jamo Connex. Jamo Connex 70A. Công suất max của em nó là 120W. Vậy là một đôi này công suất max là 240W, trở kháng 6 ohm. Hàng made in Dimac Đan Mạch. Thùng vách đằng sau rất là đẹp anh bác nhé. Thùng vách màu cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ với bóc đô. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đôi này có mức giá 4 triệu 800 nghìn. Thiết kế với là hai bát, một tép đom. Hàng như này là quá đẹp rồi. Ê căng cũng đẹp luôn. 4 triệu 8. Vào đây tiếp cho bác nữa này. Cứ ngon bổ rẻ rất là hợp với tiền loại nào thì bác vào sao đấy. Có con súp, có con súp này, súp bãi cỏ của B3 này. Bãi cỏ đây, súp này này. Nặng lắm, nó nặng trịch luôn bác ạ, không phải đây này, cái cục này không phải nhẹ đâu. Nó quá nặng luôn đây ạ. Con này là con súp này là súp mà B3 để cho bác 2 triệu 6. Bát 30 B3, model là BS1717. 717 nhé. 250 để cho bác 2 triệu 6. Con này con súp B3 nó riêng một cái khoang này riêng này. Lỗ thông hơi đây. Đấy. Giá là 2 triệu 6. Con bát đằng trước đấy. Đây, củ bát nào đây ạ? Củ bát nào đây? Đấy, củ bát nào đây ạ? Củ bát đây, nặng lắm, gấu. 2 triệu 6 nha. Để cho bác mức giá 2 triệu 6. Con này thì ê căng của nó mất rồi. Ê căng của nó mất. Ê căng của nó không phải là mất đây. Nó bị rách rồi. Họ làm cái ê căng màu này. Họ bọc cái ê căng màu caro này. Họ bọc cái căng màu caro này. Nè, lưới căng màu caro này. Đấy bác. Để bác 2 triệu 6. 2 triệu 6 con súp này. 2 triệu 600 nghìn. Còn đây nữa. Sang đấy con âm ly Pioneer SX434. 4 triệu 8. Bác làm nhanh bốc con này này.
con này 4,8 triệu mà không nhanh gì làm gì còn bác. Pioneer nhá, SX434, dòng Pioneer đánh được rất là nhiều âm ly, con này đi saver này, FM lên đến 108 luôn. Có cầu A, cầu B, bát xếp bình thường đầy đủ hết. À, có cả lau lớp này, volume này, cân loa với trái với phải này. Cửa vào thì gồm có AUX này, có cả cổng phono để cắm đầu đĩa than, rồi là đầu băng cối, FM, AM, có. Được chưa, lau lướt này, bát chét độc lập này, hai cầu, cầu A riêng này, cầu B riêng này, và có cả cầu A, cộng B riêng. Amoren SX434, đấy, mức giá 4,8 triệu, hồi gỗ quá nhé, hồi gỗ vỏ gỗ luôn, 4,8 triệu. Mà gỗ vỏ gỗ để em quay đằng sau cho bác xem thông số về phía sau cho nó rõ luôn. Đây ạ. Đẹp chưa ạ? À, con này là con Pioneer Citadel Receiver, Receiver có cái đài audio đấy. Model SX434 AC 120V. Ok chưa? Đây cái hay nhất các bác nhìn cái trở kháng của nó này. Cái trở kháng AB 4 ohm và A cộng B là 8 ohm. Đấy, được chưa? Chơi hết luôn. Con này có hai cầu loa đây, cầu A đây và cầu B đây ạ. Đây là cổng AC ra. Mắc của nó là 200W và 300W. Cổng AC ra. AC. Ok chưa? Đấy còn cổng vào đây, có cổng phono để cắm máy tính, kit cắm đầu đĩa than và đầu băng cối đây ạ. Cổng này cổng AUX. Đấy. Đây là cổng đấu đất. Bác nào mà về dùng âm ly mà cái đường này bác đấu xuống đất được là tốt nhất. Tóm lại tất cả các âm ly bác đấu được đất là tuyệt vời nhất. Nó chống bị dò điện cũng như là chống bị giật hoặc là sét, sấm sét nó sẽ tiêu được xuống đất rất là tuyệt vời. Tất cả không nói gì là âm ly mà tất cả các đồ thiết bị điện gia đình các bác nó đều có đồ thiết bị đấu đất, các bác đấu được xuống đất là rất là tuyệt vời. Thế đấy. Đấy. Ngoài ra thì ví dụ như các bác là dùng radio. Đây là cái sóng để bắt radio. Cái sóng hàng ngày bắt radio. Đấy. Nhưng mà có một số điểm ví dụ như trên em Phú Thọ là trung du miền núi thì các bác bắt cái này nó không lên được hết đâu. Thì đây ở bên này họ hỗ trợ có hai cái tần, hai cái đường để dùng cho anten. Bác nhìn anten này. Cột bên này là dùng cho AM và bên này là dùng cho FM. Bác nhìn nhé, FM chưa? Đấy. FM. Nếu bác nào dùng mà tần số nó yếu quá thì bác dùng cái đoạn dây điện nó tầm 1,5 m đến 1 m, bác buộc bác vặn nó vào đây này. Mục đích là gì? Là thêm tạo râu để làm anten dò cho dò sóng, thu sóng cho nó ổn định, cho nó ổn định. Đấy, đấy là về với tần số. Bất kỳ con âm ly nào, đài nào cũng đa số là như có vậy. Họ đều có cái cổng phụ trợ này. Cổng phụ trợ này cho bác để bác cắm cấy thêm line ngoài. Được chưa? Hay hàng made in Japan. À con này series là VK bác nhìn này. Series VK 987 535K nhé. Đấy, em Bảo Tuấn chào các bác.